Nhìn cái đó sao giống đĩa bài quá hả? Hình như nó đang tính đáp xuống ở khu rừng bên đó. Tôi đi xem thử xem có chuyện gì. Hả? Đĩa bay là gì vậy hả Im Ly? Đó là vật thể bay, tới giờ vẫn chưa được xác định rõ lắm. Khi có người ngoài hành tinh bay đến bằng phi thuyền thì chúng ta gọi chung nó là đĩa bay chở người ngoài hành tinh. Trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Vui quá ha. Ủa? Ủa? Mau nhìn kìa, các cậu ơi, đó là đĩa bay đó. Tới xem thử đi nha lên. Cứ ở yên đây, chúng tôi sẽ quay lại đón ngài sau. Ngài đừng lo lắng. Người ngoài hành tinh này là của tôi đó nha. Yeah. Để cho nó yên. Cậu bé robot, coi nè, tôi mới bắt được người ngoài hành tinh này đó. Dễ thương lắm, có đúng không hả? Tôi sẽ đưa nó đi trình diễn khắp thế giới và trở thành người nổi tiếng luôn. Tôi đã nói là để cho nó yên. Cậu mau về nhà đi. Nếu có sinh vật lạ nào đó tới đây bắt cậu đi thì cậu sẽ cảm thấy sao bốn tiếng? Thì tôi sẽ vui lắm chứ sao. Giờ thì tôi phải đi trước đây. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Cậu cứ lo việc của cậu đi nha. Giờ tôi đi đây, tạm biệt. Vậy sao? Nếu như có sinh vật lạ tới bắt cậu ta thì cậu ta vui lắm hả? Giác thế nào hả cậu nhóc? Vui lắm phải không? Vui lắm không? Tôi sợ lắm rồi. Làm ơn thả tôi xuống đi mà. Làm ơn cậu bé robot. Cứu tôi với. Cứu tôi. Cứu tôi với. Cậu bé robot ơi. Lần sau còn dám bắt sinh vật ngoài hành tinh nào nữa không hả? Không có đâu. Không bao giờ làm vậy nữa. Xin lỗi. Xin lỗi. Cái là... Dinh Tu, cậu hư quá đi nha. Cậu không nên dọa người khác như vậy chứ. Làm ơn cho tôi đi đi. Con là ai? Con từ hành tinh nào tới vậy? Tên của con là Tu Tu. Con là hoàng tử của xứ sở rùa. Rùa xanh chức muốn bắt giam con để có thể được lên làm vua. Cho nên các cẩn thận của con mới phải đem giấu con ở tận chỗ này. Bây giờ rùa xanh sẽ không tới bắt em đi được nữa đâu. Chắc em cũng mệt lắm rồi. Thôi ngủ sớm đi. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy sinh vật nào như vậy hết trơn. Trojan tới rồi. Đừng có lo cái gì hết. Ở đây em sẽ không sao đâu. Cậu bé robot tới rồi. Vậy là chúng ta an toàn rồi ha. Con thì thấy cậu ta mới chính là nguyên nhân của tất cả những rắc rối này. À.
lại rùa không thể chịu được lạnh giống như ở đây đâu. Nếu như chúng ta ở đây lâu hơn chút nữa, em sẽ đóng băng luôn đó. Nhiệt độ nước ở trong thùng này bình thường nên em cứ ở đây đợi anh đi nha. Ngâm nước này không có lạnh nữa đâu. Anh sẽ ra ngoài kia xử lý ông ta. Có ngon tới đi cho xanh. Cậu bé robot đánh nhau với sinh vật ngoài hành tinh. Á chà, cái này thú vị nè nha. Cậu bé robot, cậu có sao không vậy? Rùa con đang được ngâm ở trong bồn nước nhà máy làm đá. Cậu đi chăm sóc em ấy giùm mình nha. Mau giao Tu Tu ra đây cho ta, tự mình cứu bản thân mình trước đi. Nếu không, cơn thịnh nộ của Rosan bùng phát, tất cả các người phải hứng chịu đó. Tu Tu không chỉ là một người bạn, mà còn là nhiệm vụ của ta. Người không bắt được em ấy đâu. Hôm nay mới biết sinh vật ngoài hành tinh là có thật đó nha. Cậu bé robot chắc chắn không thắng nổi hắn ta đâu à. Tụt quần, trời ơi, đánh nhau mà sao cứ trúng mình hoài. Không thể chịu được lạnh. Vậy để xem thử ông ta có thể chịu lạnh được tới đâu đây. Bia à, con mau dừng lại đi. Con bay lên cao quá rồi. Mau xuống dưới này đi. Nếu không thì toàn bộ hệ thống sẽ bị đóng băng đó Bia à. Bia, con nghe ông nói không? Bia, ông nội ơi, chỉ có cách này con mới cứu Tu Tu được thôi. Bia, dừng lại đi. Mau xuống đây đi con. Bia, tỉnh lại đi con. Độ cao đang hạ xuống rồi đó. Bây giờ còn 1.000 mét, 800 mét, 700 mét. Bia à, tỉnh lại đi con. Bia, ông làm gì đó, cứu Bia đi ông. Đâu Tu Tu.
là em cũng không muốn xa mọi người đâu, nhưng em lại phải đi rồi. Em sẽ quay lại thăm mọi người. Được rồi Tu Tu, nhớ bảo trọng nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Đi coi đây nè, tim bắt tuôn. Với thiết bị đặc biệt này, ta có thể tăng nhiệt độ trung bình lên đến 2000 độ C. Ngươi biết nên làm gì không? Tôi hiểu rồi ông chủ. Tôi thấy ý này của ông cũng hay đó chứ ha. Ông tăng nhiệt độ của thành phố lên để bán được máy lạnh. Nhưng mà ông chủ ơi, tôi sẽ đi bán kem nha. Tại tôi thích ăn kem lắm á. Câm miệng lại đi cái thằng ngốc này. Ta sẽ buộc nó dưới ngay chân núi lửa Pusatian. Chỉ cần 1100 độ C nữa thôi thì núi lửa sẽ được phun trào. Chúng ta sẽ cho khu vực đó tăng lên hẳn 2000 độ C. Vậy thì núi lửa sẽ lập tức phun trào mà không cần phải chờ đợi gì nữa. Như vậy, toàn bộ thành phố Busagan này sẽ bị phá hủy và biến thành đống tro tàn chỉ trong một cái chớp mắt. Nhưng mà vẫn chưa hết đâu. Cả cái thằng nhóc Vi đó cũng sẽ tan biến luôn. Mèo, ông đúng là ông chủ thiên tài, siêu sao siêu nhân thiên tài luôn. Nói đúng ông chủ ơi, nói đúng lắm luôn á ngang. Đây nè, nhìn ngọn núi lửa này đi. Nó ở ngay phía sau khu sách gan. Công việc của ngươi là phải đi vào đường hầm này và đặt thiết bị được ta cài đặt sẵn vào đó. Ông chủ, nhiệt độ đang tăng dần lên luôn rồi nè. Chắc là máy lạnh của chúng ta lại bị hư nữa rồi. Không phải do máy lạnh hư đâu ông chủ ơi. Tôi chắc chắn không biết là thiết bị mà ông làm ra nó có hoạt động tốt như ông quảng cáo không. Nếu đúng á thì căn cứ chúng ta sẽ nóng lên. Bởi vậy cho nên tôi đã lấy bật công tắc của thiết bị tăng nhiệt độ lên đó ông chủ. Ngươi làm cái gì vậy hả? Tìm bắt con. Ngay dưới ngọn núi lửa. Rồi có nhớ bật thiết bị làm nóng lên hay không đó? Tôi đã bật rồi ông chủ ơi. Ông cũng biết tôi rồi đó. Tôi không bao giờ làm sai cái gì hết đó nghe. Tới lần của tôi nha. Hay da. Ai đánh tôi vậy hả? Đứa nào đi chơi mấy cái trò gì vậy hả? Chơi cái trò gì vậy hả? Trời ơi, có hơi nước bốc lên từ ngọn núi lửa kìa. Nếu mà ngọn núi lửa này phun trào thì toàn bộ thành phố sẽ bị phá hủy. Trời ơi, mình phải dậy chọn đồ đi chỗ khác mới được. Mẹ Bunty ơi, chạy đi 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 chạy. Mọi người nhìn kìa, tự nhiên ngọn núi lửa lại được thắt cái nơ như vậy. Không biết đây là ma thuật gì nữa. Thu hồi phép thuật đó đi Gintu, làm cho mọi thứ trở lại bình thường như lúc trước vậy đó. Cậu chẳng bao giờ hài lòng với thành quả của tôi hết. Tôi đã gói quà đẹp như vậy rồi còn gì. Cả ngàn năm qua làm gì có ngọn núi nào xung quanh đây bị phun trào đâu ta. Không biết là có chuyện gì đang xảy ra nữa đây. Tôi phải kiểm tra chút mới được. Tôi sẽ quay lại ngay. Vìa cẩn thận đó. Trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Bật tầm nhìn X quang. Bật tầm nhìn X quang. Ông nội ơi, con vừa phát hiện ra được là có một thiết bị nhỏ đang nằm ngay ở phía dưới núi lửa. Con sẽ gửi hình của nó qua ngay cho ông kiểm tra. Vi à, ông khẳng định chính thiết bị này đã đột ngột làm tăng nhiệt độ bên trong lòng đất. Đây chắc chắn lại là trò của Mars Mars. Con mau tìm cách tiếp cận nó đi. Ủa?
ơi, xe buýt chết máy rồi, phải tìm cách đưa tụi nhỏ ra khỏi đây thôi. Xuống xe rồi chạy đi tìm chỗ núp nhanh lên mấy đứa ơi, tảng đá to sắp rơi xuống rồi. Ông nội ơi, chắc con sẽ khoan xuống dưới lòng núi lửa rồi tới đó xem tình hình như thế nào quá. Được đó Bia. Chuột Bun, đi thôi, chúng ta cũng đi giúp Bia một tay đi. Trang phục máy khoan. Trang phục máy khoan. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng trong cuộc đời của nó. Ông chủ ơi, nếu như tăng nhiệt độ của máy làm nóng lên mức tối đa thì Via sẽ càng tiêu đời nhanh hơn. Nhiệt độ của thiết bị này chỉ có thể tăng từ từ mà thôi. Nếu như muốn nó tăng nhanh hơn thì cách duy nhất đó chính là làm nó nổ tung. Nhưng làm cách nào cho nó nổ đây ông chủ? Thiên Bát Tôn, ngươi cùng với một con robot của ta đem cái này xuống dưới đường hầm bí mật đi. Sau đó rồi để cho nó kế bên cái máy tăng nhiệt độ, rồi chung điều khiển bật nó lên. Nhớ phải chạy ra khỏi đường hầm càng nhanh càng tốt. Ngọn lửa đó sẽ nổ tung, và rồi cái thằng nhóc Via kia nó cũng sẽ tiêu đời luôn. Im đi ơi, để đó tôi đi trước cho. Cậu theo tôi ha. Via! Via ơi! Via! Sao cậu lại vào đây được vậy? Ra nhanh đi! Lối ra vừa mới bị chặn lại mất tiêu rồi Via ơi! Cậu ở lại đây quan sát xung quanh nha! Tôi đi đào tiếp đây! Ủa? Via! Nhanh đi! Nhiệt độ đang tăng dần lên đó! Cây kim đang chỉ dần đến mức nguy hiểm rồi! Hôm nay không ai còn cứu được Via nữa rồi. Chỉnh bẹt ngăn cân. Bye bye. Cậu đâu rồi hả Via? Cậu thoát ra bằng đường nào hay vậy? Tôi cũng không biết gì luôn. Cậu đi mà hỏi ngọn núi lửa kia kìa. Bia à, mau ra khỏi đó đi con. Chúng ta không thể làm gì được nữa đâu. Cây kim đã chạm mất tới nguy hiểm rồi. Không được đâu ông nội, con vẫn chưa thể ra khỏi đây được. Nếu ngọn núi này mà bị nổ tung thì toàn bộ phố sách ra sẽ bị tàn phá sạch đó. Con cần phải cố gắng đến giây phút cuối cùng mới thôi. Trang phục robot bật. Trang phục robot bật. Ha!
gian cùng mấy khoan. Ông có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Không, chuyện này không thể xảy ra được. Kế hoạch của ta hoàn hảo tới như vậy mà. Lần tới ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tôi chắc chắn đường hầm này sẽ dẫn xuống bên dưới ngọn núi lửa đó. Vía, vậy là máy tăng nhiệt độ tắt rồi. Ừ, tất cả mọi chuyện đã ổn rồi. Đi thôi.